Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cái con nói Hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hả, học không qua học tới ngày quýnh lộn quýnh lộn. Trời, ông bà mình nói ghét của nào trời tao quýnh đúng Hà đúng luôn. Thôi hiện. Và bây giờ mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to, to bể rạp hát này luôn để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời giống nhau á. Thấy giống không vậy? Nó nghe là có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ nhiều người lắm rồi á. Nhiều lắm. Mời hai em giới thiệu cho mình. À, dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình Vợ Chồng Son. Con tên là Trương Dị Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại là con là nhân viên kế toán. Rồi tới con. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi, hiện tại con đang là lái xe. Con lái xe gì? Dạ con lái xe du lịch. Thế hả? À, chắc đi thường xuyên nha, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng. Xe du lịch là phải đi nhiều rồi. Đúng nhiều. Chắc bên này chắc ghen lắm không? Dạ. Con không ghen gì mấy. Thôi để chút mình vô hỏi sâu, hỏi sâu ha. Đúng thôi rồi, bây giờ tính từ. Sao bây giờ ta? Kể nghe coi. Đoán nữa. Thôi không đoán đâu ơi, đoán chặt lất hoài, suối hoài. Thôi tôi đoán. Sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Trúng cái xe của này nó lái. Rồi nó phải. Bước lên xe cái trời mình quá vậy. Sao giống em mình quá vậy? Sao giống mình quá vậy? Hả? Rồi hai nhỏ kia cũng hả? Sao cho tài xế giống mình y chang vậy? Để cái tâm sự với nhau, tâm sự với nhau. Để nhau sao cái chuyến xe đó để nhau. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Dạ. Hai chị em mình không có dính gì. Làm thầy bói vậy. Rồi sao thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ tụi con á trước đây là học chung năm cấp 2. Xong rồi bẵng đi 10 năm không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á, xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Anh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt, cái xong con mới trả lời tin nhắn. Cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau, thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi, ủa sao con lại gặp cô này của bạn cũ lại nhắn tin coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu, nhưng mà lúc đó tình trạng của con như thế nào? Dạ biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì đang lái xe, đang đi công tác mà đang ngồi đợi khách, thì con lướt Facebook á, thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen mình cũ, thì mới vô mới thả tim. Rồi mình nhắn comment lên. Bẵng mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. À, đúng luôn á. Dạ. Bữa đó con buồn gì mà con trả lời đúng vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện nó xảy ra trong công ty. Chị cái con hép. Dạ đúng rồi. Con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhất à. Chắc bằng 1/3 bây giờ. Xong rồi hay đánh lộn trong trường. Rồi hay bị mời xuống bàn giám thị. Cá mà, biệt đó kiểu. Dạ đúng rồi đó, đúng. Hay gặp chung với nhau, với bạn bè giám thị á chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong mà ghét nhau lắm. Cái con nói Hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hả, học không lo học tới ngày quýnh lộn. Trời. Ông bà mình nói ghét của nào trời tao quýnh đúng. Hà đúng luôn. Thiệt. Lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét đó. Lắm. Trời ơi, nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Đi nhìn kỹ đi, ổng giống như cha anh vậy đó. Đúng không? Ổng giống như cha anh vậy đó. Sau khi gặp lại nhìn thấy cô gái này có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, đúng gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ đúng đó, tại vì do mình lướt mình thấy hình nó cũng dễ thương, lúc đó mình chưa có người yêu nữa thì mình mới nhắn tin vô cho cổ đó, thì mình mới kêu là sao hôm nay từ bạn bè sao hôm nay từ bạn bè mặn mà đâu, đậm đà. Đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi ủa đậm đà là sao anh? Cái nói chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi, tôi nghĩ trong bụng ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hả như chai nước mắm vậy. Khen con nước mắm đó trời. Kỳ cục ghê luôn. Sự luôn, ông tướng thì thiệt. Sau khi nhắn tin rồi hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp?
Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, con thấy ảnh có gì thay đổi không? Con sợ bị đánh đó. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm. Còn bây giờ á bự vô là bự luôn. Xong rồi á hả, con sợ con chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con, lấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai nhìn nói chuyện dễ thương thì khô à. Lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều chở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng, ngoài từ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn, con không đi đâu được hết trơn hết á. Con muốn đi chơi với bạn ảnh cũng qua ảnh chở, con đi chơi với bạn xong ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con xong rồi chở con về. Đó, như vậy là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh thì mới cho đi không. Lúc đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi chứ, ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi. Rồi bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? À, chắc cũng 2-3 tháng con mới bắt đầu xưa lòng nhiều. Lúc đó là con có cho bạn nắm tay hay là có cho bạn hung con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á. Trời ơi cái bụng mở bóp đã lắm. Bóp bóp tưng 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 tưng. Nhưng mà nè Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Là khoảng 2 tuần sau là con đã, lúc đó con đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết là lúc mà con chạy xe về á, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn, xong con hẹn bạn này ra qua nhà bạn là cũng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ, qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh là ông qua giờ Linh đó, trời ơi sao mình chị em mới nhau. Trời ơi, 50 năm sau thì chắc có lẽ là coi như là hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi, vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ dính liền, chiều liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không hay là có khắc khẩu không? Dạ có, thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay chia chân rồi hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quà trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm anh không nhắn tin làm quà, cái con mới tức quá mà con cũng không có thích là hả phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm, ở hà con lấy dao lam á, con gạch lên tay, mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa giải cũng không có được, cho nên gạch chấm ra cái sông máu nó cũng dị tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi, cái bạn con á hà chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tính lúc đó khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy rập tay thấy rập dữ lắm, mà sao giữ cái chấm như mũi chích kia. Rồi xong con sao? Con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run sợ chỉ làm thiệt. Lúc đó con mới nhắn tin cho chị, nhắn tin chọc tức con, gửi lại cái hình cho con đấy. Ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời lẽ ghê đấy. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm nó nghĩ sao vậy. Xong rồi hả ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chứ em. Cái hả con nói là ăn rồi, mà mới vừa hả đặt grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con ủa em ship gì vậy, em kêu thuốc chuột. Trong cái khoảng thời gian đó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nha, chứ tưởng em như voi á, đặt hộp uống không có chết đâu. Trời ơi đặt mỹ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin, vừa nhắn tin chập tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chị. Nhưng mà thật ra là con biết rồi, chắc con ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm. Tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? Tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới, nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy hả? Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên là con vướng tan ở nhà. Lần thứ nhất, lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. Dịch. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng rồi, mới cưới tháng 10 năm ngoái.
Ồ, như vậy là được 6 tháng. Mới 6 tháng thôi. Rồi giờ là rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2. Tôi nói trước đi, cô Từ có, cô có nhiều tật xấu không? Dạ thì cứ từ từ gãy nha. Xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Ừ. Ví dụ là trước mắt là đã bừa bộn rồi. À. Mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ cái bừa bộn nó, cái độ nó cỡ nào? Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Yeah. Thì trong đó thường thường là cô Vân hay cái phần gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra á, thì trong nó còn rác không à. Phải đồ bác ăn xong có gì xong quăng. Không, có không có dục rác. Cái giấy tờ mà rác xong phải xé xong cũng bỏ trọng. Thì đó, đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn mấy đồ mà của chị á thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, gọi về cho con hỏi ủa đồ em để đâu. Ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này mỗi lần mà vệ sinh nhưng mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con lớn bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh thấy đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở. Còn á hả, mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu hả, anh đem lên, anh cất lên, anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nha. Dạ. Rồi giờ tiếp tục đi con. Cũng hay càm nhằn. Dạ. Cũng càm nhằn. Con như là bà bì bộn nè. Càm nhằn. Bà lề mề không? Con có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm luôn. Thí dụ lề mề coi. Dạ có một lần thì chuẩn bị mình đi đám cưới á, thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Rồi con cũng sợ bà lề mề. Thì 4 giờ, 5 giờ cũng kêu bà chuẩn bị hết rồi. Rồi lúc mà con đi xuống ở dưới rồi con đi làm hết với tất cả. Rồi mặc đồ xong hết, dắt xe đồ xong hết, chỉ đợi bà ra đi thôi. Rồi tới đầu hơn nửa tiếng sau nữa, lúc mà con kêu bà mới chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì, chứ nó làm gì mà lâu. Mà trang điểm. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ cũng nhây á. Nửa đêm, nửa hôm đang ngủ 12 giờ cũng tự nhiên giận đầu ngon giỡn. Giỡn gì giờ đó trời, giọt lét nhau rồi tự nhiên bà ngủ không được cái gì để chọc con rồi. Mà trong khi đó mai con nói con dặn là mai đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Mà bà cứ 12 giờ bà chọc rồi. Ờ, tại vì bà lây con đó, ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chứ. Ừ, mình có hôn á, mình có hôn á. Là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó, nãy giờ không hết lắm, muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Đúng nóng rồi, mà. Trời con nóng ngỏ lắm rồi mà. Tức ảnh nó hà lạ hà về mà. Cô không có nghĩ đến mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình nào lạ hà mình tẩy tới đầu chết. Xong rồi mình sơn xích dưỡng da, mình gọi đầu, mình xả hấp dầu mà mình xả. Nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn. Xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương lạ hà. À mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không? Hay là râu mép rồi hả, lông mi có rụng cọng nào chưa? Đó thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi ừ em ơi sao em thơm vậy, mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong hà toilet. Rồi làm biến, ảnh rất là biến đi tập gym, ngủ đi tập gym, mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm, anh lười lắm nè, anh sốt rồi nè, anh đau bụng quá à. Anh đau đủ đầu, lý do đủ đó. Lý do trên trời dưới đất luôn. Có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi hà, bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi. Anh cũng bắt chú con uống nước ép luôn. Xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ, cái bắt đầu hà đổ mồ hôi, kêu em ơi anh lạnh quá, anh sốt rồi. Run cái khều khều con, em lát mà hà anh giật á. Em lấy cái kia nó em chích 10 đầu ngón tay anh nha, cho máu nó chảy ra cái trên bị tăng xong á. Cái xong rồi hà, rồi con biết cái màu rồi, đói quá chắc đói quá. Xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn xong mà tỉnh liền. Cháo gà thì là cháo là có con gà, thịt gà đàng hoàng. Nảy xuống nấu cháo gói, bỏ khô gà. Trời ơi, gọi là cháo gà đó chứ một. Gà cháo gà. Và cái lá chanh khô nữa, xong lên đốt ngoan, họ kêu là cháo gà. Thì đúng là cháo gà. Cháo gà. Nó gọi chính xác là cháo khô gà, lá chanh đó con. Hả, còn gì nữa nè? À, có một cái tật là lúc mà chưa quen á, là ảnh mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á, em ơi em đứng đây đợi anh xíu nha, anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra.
mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á. Đó, xong ông sĩ diện đó. Đúng rồi, rất là lịch sự luôn. Cứ về con sáng con vô con đang đánh răng, em mở cửa mở cửa gì vậy anh, đau bụng đến đâu bụng, mở cửa mở cửa. Cái xong con phải mở cửa, mở cửa ra nó. Cái mỗi lần mà con đánh răng, cứ đánh răng là anh chạy vô, đánh răng là anh chạy vô. Cái xong hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy. Nói mỗi lần anh nhìn em á, anh mới cảm thấy thỏa mãn và anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi, em biến thái quá tôi. Lúc mà mới quen á, là ảnh có nói với con á, là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con, 24 ngày, còn 6 ngày á, là những cái ngày con lụng dâu á, là sẽ không có chiều con. Xong cưới về, đi tỉnh hết 2 tuần, có khi 3 tuần. Còn 1 tuần á, xui á, rơi trúng cái ngày con lụng dâu á, là nguyên tháng đó con treo mỏ luôn. Thiệt là, giờ biết làm sao giờ ta. Công việc. Ờ đó, em nó đi xa. Rồi ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ sao giờ. Nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không? Dạ có, mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhớ ăn phở bò, bỏ thêm đậu hành, thêm một cái lòng đào nữa nha anh, tối nay mình về miếng 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 miếng. Là anh hiểu rồi đúng không? Là hiểu. Thôi vậy được rồi, tại vì do hoàn cảnh, đó. Hoàn cảnh nó đẩy đưa. Con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè? Dạ, con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe. Rồi bớt nóng tính cọc cằn, rồi thương vợ xíu. Thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn. Con sao Tuấn? Dạ, con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn. Với lại bớt hay tính còn lúc trẻ con. Dạ, vậy thôi à. Bây giờ 6 tháng này hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở trong nhà đó đúng không? Dạ. Thì là còn phải kềm chế nhiều nữa. Tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi. Lòi hết tính xấu ra. Có gì lòi hết à. Xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó là khỏi được những cái giây phút đúng rồi đó con. Có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm như cho nó thôi chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau á thì hưởng đi, hiểu không? Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú. Thôi vậy em không muốn về, anh chở em đi đâu đi. Anh này anh không hỏi lại em muốn đi đâu thì em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có lũ đi cà phê. À, lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi đỡ trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình. Hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Năm nay thì em 26 tuổi, đang làm công việc là kinh doanh. Em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Hay quá mà em. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Đà Lạt, kinh doanh ở phụ chồng. Bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Trên công ty có tổ chức được một sự kiện lớn. Thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, con thì đứng ở phía bên này. Thấy anh này anh cứ để ý mình từ đầu cho đến cuối luôn. Là lúc nào cũng để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng. Từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến anh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này giống như cái gu ấy? Bởi vì em thì đàn ông mà, thầy con gái là mình phải tia tia. Thì cô này lấy đúng gu của mình là thấp thấp luôn luôn nữa. Mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại. Rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Ừ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là
yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ chưa. Qua ngày mai là buổi sự kiện chính thức thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Cứ chàng ràng dạ, trước mặt mình đó. Dạ đúng thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười, nhìn nhau cười thôi. Cứ kiểu là nhây nhây với nhau. Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Một thời gian thì bén duyên. Bởi vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi, rất là xuất sắc luôn. Nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy thứ nhất là rất có tiền rồi. Dạ ngon đúng rồi nha. Tại vì hồi đó là chỉ mới là sinh viên thôi, làm gì có tiền. Thì thấy anh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, mà nhóm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa, anh này sinh năm 95 là hợp tuổi rồi. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết. Để tiếp cận là ảnh. Con dân bẫy được cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Chiêu của con sao con? Trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Thì kết nối được rồi là về nhà là cứ nhắn tin, mà anh này anh rất là chảnh luôn. Anh không có trả lời. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà anh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với người, tin nhắn của người đẹp này trong khi đúng gu của mình rồi đó? Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng, thế là em cũng bỏ lơ. Một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại. Thì đi làm về thì bảo là anh về thì cùng đường với em, chờ em với. Cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này, dẫn cô này đi ăn được mấy bữa. Thật sự là em có cùng đường về nhà với anh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty thì gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số. Thì mới tới chỗ giữ xe. Đã có ý định rồi thì phải gửi xe xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ anh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với, hay là cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận với nhà. Đúng rồi. Bây giờ cái kỷ niệm nào đáng nhớ lúc mà em văn bẫy anh đó? Tung đòn cuối. Dạ, khi hôm đó là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Là anh này anh kêu anh có việc, bây giờ làm sao để anh ra, anh cứ đang bận mà. Thế vậy alo anh ơi, em đang đứng ở dưới chỗ này nè, anh có ra được không, thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Rưng nước mắt rồi, nói chung là phải làm sao để anh ra được ngày hôm đó. Sau là anh chạy ra ngồi dưới dưới đá đó và nguyên một đêm luôn, cỡ tầm khoảng 5:30 là bắt đầu anh mới xe em về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều, mà ảnh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà con nói cái gì? Con buồn cái gì? Quan trọng là con khóc. Con nói sao? Con nói tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà ảnh hết hồn anh chạy ra. Là hồi xưa là nhà cũng có ý định là cho đi Nhật, thì mình lại đang ở trong Sài Gòn đi làm vừa đi học nữa. Thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc thì vừa lưu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Rồi em không có chịu nổi nữa rồi. Rồi em buồn quá, hay là anh ra với em đi. Lúc đấy thì em không tin, nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi, thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thì em bảo thì em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào đấy anh chở đi. Một mình buồn quá, kiểu em chọc vui ấy, để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện, cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và tình thương là thế nào không? Đấy, thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng thì sau đó đi về. Hay thì không có yêu mà ngồi được với người ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình. Tôi nói thiệt nè, đây nè, bây giờ là mấy giờ nè, bây giờ cỡ 7 giờ, tôi đã ngà tôi buồn ngủ lắm rồi mà ngồi mà tới 5 giờ sáng không phải chị không ngủ không nghe không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Thì em mình là khác, tuổi cao sức yếu là do ngồi nhiều quá nó mệt. Mà cũng trong lúc mà an ủi như vậy thì có
có khoác vai vỗ về à, thì mình là đàn ông mà lúc đấy mình cũng có khoác vai và vỗ về à. Thì thấy cô này sao cô cũng để yên thế là mình khoác vai luôn, xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau à, nhưng mà không có nói gì, mặc định là đã yêu nhau đó đúng không? Và dạ, như vậy là cái bẫy của em đã dàn thành công. Dạ đúng. Tiếp theo thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi, thì lúc là đi ăn hủ tiếu, bất cứ lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng, chứ là nói anh ơi là má chưa kịp gửi tiền lên hôm nay có gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Vậy lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng và từ đó xong là vẫn chưa trả lại, tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nha. Dạ. Dạ. Coi như đã có duyên rồi, bây giờ tôi mắc nợ ra là chính vậy đó luôn. Coi như duyên nợ bây giờ phải dính gieo duyên rồi, bây giờ gieo nợ luôn. Ủa, đúng không hả? Rồi sau đó sao nè? Thì sang một ngày nào đó là bữa hôm đó là không có muốn về nhà. Bữa đó là tối 11 giờ rồi. Kêu là thôi vậy em không muốn về, anh chở em đi đâu đi. Thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, thì em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có lũ đi cà phê à, lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi đợi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ, mất thời gian. Dạ đúng rồi. Không chịu. Đứng giữa ngã tư khoảng 30 phút rồi đảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là em nói là hay đi khách sạn đi anh. Hay đi khách sạn đi anh. Mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn. Thế là lúc đó em từ chối. Em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chành chành xíu bảo đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Nhưng mà trước khi vào cô vẫn bảo là không được làm gì ABC. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Anh cũng bình thường, anh không cũng không có động tay động chân. Cũng chỉ là ngủ thôi. Nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo. Thì nó sẽ bị chật từ ung thư khó chịu nhỏ. Cũng giống nếu mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm không ngủ mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ là cứ ôm thôi, cứ thao thức nhất là ôm gì đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu thì mới làm gì hết? Năm ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên, đi bình thường, đi nhắc ngang nguyên một vòng công viên gì đó. Xong rồi đi vô, cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa nha anh. anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rửa nọ tắt đèn hết rồi. Bây giờ không biết anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im, vẫn sợ tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vấn cứ cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Có mò rồi. Anh có đặt tay rồi à. Nhưng mà vẫn hất ra. Không được tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất người tri phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nhưng mà vẫn sợ, vẫn nằm với anh như này. Không sao rồi, nhẹ lắm, không sao đâu anh, không sao đâu. là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Đây là người chồng cũng là người đàn ông đầu tiên dạ, của dạ, con. Dạ. Cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Lúc đấy mới 19 tuổi, vừa em mới 19 tuổi, cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em cũng bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, làm tâm lý dữ lắm mới được. Thì vậy là sao buổi đó là cái lẽ là cứ đi liên tục luôn. Sau buổi đó là ghiền luôn. Một tuần 2 triệu tới khách sạn. Có chủ 200, có chủ 300. Một tuần 7 ngày à. Thì 6 ngày có thể đi một tuần cũng có à. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Sau đó làm sao phải tính kinh tế chứ. Bà bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng quen nhau thì quyết định hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Một tuần với 2 triệu, tháng thì 8 triệu, tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng mày. Rồi đúng. Trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không, giận hờn đòi chia tay chứ chứng hay là những cái gì không?
hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Bữa đó là ngày 27 tháng 4, là phát hiện được là có em bé. Mình lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé, đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ. Cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà nằm bùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà anh cũng có lo lắng, anh sợ, tại vì anh này anh rất là thương bé. Mà anh kêu có thì cứu đi, cái gì đâu em. Lúc mà phát hiện bầu ấy, phát hiện bầu là cô nằm cô khóc, khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch, cô mới đưa xem hai vạch, khóc khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ, nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ. Thương, mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không? Dạ có. Ba mẹ. Dạ. Rồi ba mẹ phản ứng sao? Là đầu tiên là anh gọi cho ba mẹ người đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi, thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi, cũng bình thường, ba mẹ cũng như là vui. Khi mà ảnh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ. Sợ lắm, giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi ảnh gọi xong là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói ba. Ba rất là nóng, ba rất là giận. Má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi là vậy chúc mừng. Ủa bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi. Và ba bé lớn, bé gái. Rồi phía sau là 1 tuổi bé trai. Chà, như vậy là 2 năm hai đứa nối tiếp luôn á, đẻ cái này xong cấn đứa khác luôn. Chà, tại thương nhau quá mà cho nên là 2 năm hai đứa. Dạ, đúng không? Dạ. Với lại là làm liền để nuôi lần gió đã. Tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp, phải không? Mà đẹp nhất là 2 năm hai đứa. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay, và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương. Bây giờ hỏi em trước đó, cô ấy có tật xấu gì không? Với em thì có nhiều tật xấu lắm. Thứ nhất đó là về việc muốn cái gì thì phải theo ý mình, trả ý là mình dằn liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó, anh ơi anh có thương em không, hở ra là hỏi anh có thương em không. Ngày trước cái gì em không biết thì mình bảo là không, thế là cô ấy dằn. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương, thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô muốn cái gì, ví dụ muốn ăn hay là muốn làm gì đấy. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Nghĩa là hay giận đó, hay giận và muốn chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng, không quan trọng đúng hay sai đâu, thì quan trọng là chồng phải làm theo ý mình gì đã. Vợ luôn luôn đúng rồi. Rồi tiếp theo, nói chung là hay nói lắm, cầm ram rồi cái gì cũng cãi cho tới, nhưng mà trước mặt rồi thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai rồi. Tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên em nói gì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại tự thay đổi, tự sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng dạ không? Dạ con nít mà. Mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ nhưng mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn. Cái lúc tức giận như vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì đó là cái sự nùng niu ấy, có nghĩa là trong nhà rồi đối với chồng như vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy. Ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi có gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sơ thoáng. Phải sơ thoáng, phải ôm mới ngủ được. Đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa chồng thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó phải tật xấu, nó phải tật xấu em ơi, nó phải tật xấu. Hồi giờ tới con. Ảnh thì không có nhiều tật xấu, chỉ có đúng một cái mà nó hoài, nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Mỗi lần tắm á, cứ tắm xong thì cái bạch đi đó kia đó, là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không,
lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ cho mấy giặt, thế ừ, chứ anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi mà không bao giờ rút kinh nghiệm, anh rút ngoài không vậy à? Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường là con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Mà thấy chồng mình về mặc xong một lần đó là bộ cất vừa tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. Tại không tiếc á, còn mới quá cho nên mặc là, cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng mới lạnh đúng không? Đó cho nên là không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó. Và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á đồ cũng mau hư. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có như đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Ví dụ chiếu mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà anh làm cả cối chiến cộng cả cối mắm vậy thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ, sao mình làm như vậy. Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng không thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi, chỉ bản thân con tự ngồi nhận ra thôi. Dạ vậy cứ vậy yên đúng không, để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi. Giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi nhưng đâu làm được, mình cũng tự làm với ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ rồi cưng thì sao? Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá cho nên là cái sự bồng bột ấy thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ. Từ từ á, lứa tuổi từ từ bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi. Chuyện gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có được. Dạ được rồi. Cũng có ý định là trời ơi có ý định. Kế hoạch đi thôi. Kế hoạch đi. Rồi chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn nha. Dạ.